Dạ, mình là Đặng Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đặng Nguyễn. Hôm nay mình đi ăn tới quán cơm các bạn. À, quán cơm này là quán cơm do ăn giữa cơm không đồng. Tại vì ăn phở không có tốt các bạn. Phở cholesterol nhiều quá. Cho nên ăn đi qua do ăn cơm. Quán cơm không đồng. Tại hôm nay có người bao. Hôm nay có người bao cho nên ăn tô cơm không đồng. Anh phải ngồi hướng này thì hôm bữa ngồi hướng đó rồi mình phải ngồi hướng khác cho nó ai à, nha. Quán cơm không đồng đó. Đây đây này ông chủ nè. Sao tầng nào cũng được bao anh cho hỏi anh qua Mỹ lâu rồi. Dạ 16 năm. Ở 15 năm. 16 rồi, năm. Rồi cảm thấy thích Mỹ không? À, thích Mỹ không? Dạ thích. Về già coi sao? Tính có đi về nào không? Dạ luôn không? Dạ ở luôn thì không ở luôn được. Đi chơi à, thì được. Chơi thôi hả? À? Mà bà già sao có muốn về Việt Nam ở luôn không? Dạ không. Giờ nói mình nói xa quá nè, nó bà già thôi. Bà già muốn về Nam ở luôn không? Dạ không. Ở để chơi ở Việt Nam còn ai không? Dạ còn. Mà sao bà già không về? Nghe Việt Kiều về Nam sống vui lắm mà. Thì về chơi đó. Không về luôn á. Ở luôn dạ không. Không à. Giờ vậy là thiếu sót rồi, thiếu sót cả cuộc đời. Cái này sườn chả. Sườn chả. Sườn chả. Diễn vậy tháng vậy mà ăn no ăn hết à. Rồi ok rồi diễn mình dễ đặc biệt đây. Ở Mỹ không có phở các bạn cho nên ăn cơm. Dĩa cơm nhiêu? 20 ngàn. Trời ơi, dĩa cơm này miễn phí nè các bạn. Việt Kiều đi ăn dĩa cơm miễn phí này. Có hai miếng chả nè, à cơm nè, bì nè đó. Đây đây đó, để cái mảnh này nó phải bên đây thì dễ thấy. Máy đi. Đây các bạn, mời các bạn nha. Giữ cơm không đồng. Khổ lắm, bên đây khổ lắm các bạn. Đây có người bao. Đó, chả. Mình ăn hai lần rồi cho nên mình thấy này nó ok. Không có tiền ăn phở các bạn. Cho nên ăn cơm. Nào, ăn cơm là ngon nhất. Chắc bụng nhất. Ăn rồi. Rồi, đi trước đi. Không đi không sao đâu. Ở đây cơm nó ngon thôi, mấy khác có ngon. Ở đây ăn được. Này có bán nó bán phở, bán hủ tiếu gì không? Phở chỉ có tôm phở thôi. Còn bún bò với 126. Anh muốn đi anh đi review ngày thường á, một miếng hai á, thứ ba đóng cửa. Có dịp đi thôi. Có dịp đi nhà mình. Nào đi xuống đây. Cho em xin cái nắp nhìn. Anh chịu muốn review á. Không đâu. Cô Tư hả? Có 5 cậu á. Có nhà ông cậu ok á. Nè. Cậu dắt đi ăn ở tiệm quán cô Tư à. Đầu phở 95. Nó bán bún bằng vịt. Bún bằng vịt. Ủa cái dĩa mà dĩa gỏi rồi. Bảo đảm ăn dĩa gỏi xong là no luôn à. No luôn khó ăn. Không bún. Dĩa gỏi bự vậy nè. Mà vịt ăn chất lượng. Phở 95 à. Bên Phương. Ê buộc đây. Dễ một cái đây á. Lâu lâu rồi chạy từ đây mình nó chạy dưới đó. Bốn con vịt rồi. Ờ xin phở đây nè. Phở 95. Ờ. Ở đây giờ gì không có. Bốn con vịt ngon. Thì có đi dịp đi ngày thường đó. Nào đi không? Đi không ngày thường đi không? Đi. Tưởng đi làm mà.
chủ yếu anh Đạt nè, anh đã chịu đi không? Không đi, ngày thường đi làm sao đi? Ngày thường sao đi làm sao đi? Đi đó. Chịu về làm hả? Ừ. Đứng nào thứ tư đi, thứ ba đi. Thứ ba cũng được. Ừ. Thứ ba đóng cửa hả? Thứ ba là đi sắc phe. Cần gì thêm không anh? Không, ok. Nên sắc phe em đưa giấy cho. Lúc nữa em đưa giấy cho. Em đi không? Em đi đưa đây. Đi chưa? Đi được không? Đưa thứ ba đi không? Chủ nhật mới đi. Em sợ bắn á. Ừ. Sợ bắn não quá. Năm giờ rồi có bắn. Bắn là nó bắn nhau thôi, nó quay bắn mình đâu. Ừ, biết rồi, biết bao nhiêu người thấy rồi sợ. Mà hai dòng đi mình buồn á. Mình ngủ thêm bạn bè đi. Bà già không đi hả? Đi thứ bảy rồi. Thôi để vé cho anh Đức đi. Thằng Châu Phi nó, thằng Châu Phi nó nói chừng nào để chừng nào bắn xong rồi nó đi. Vô đây ăn no luôn, no tới chiều. Bữa nay ăn dĩa cơm không đồng rồi, uống nước không đồng luôn. Coi dữ liệu không quá. Ăn no luôn, quá no. Nhưng mà dĩa này là như 18 đồng hả? Rẻ lắm, dưới 20 cái lớp la. Dạ. Nếu mà không ăn bì á là đổi. Đặc anh để đặc biệt á là nó phải có hết tất cả. Đúng không? Này cái trứng coi như là 10 cent. Ở đây đánh 3 đồng trứng. Trứng giờ lên giá rồi. Thì cho nó là 20 cent. Đó, lúc mà vô cái cồn nó mua trứng quá trời luôn, lúc mình cũng nghe bị dịch á. Dịch ở bên châu Âu. Còn trứng của mình là vô giá. Quán này đựng cái gì biết không? Vô nó không có mở nhạc. Quay dễ. Không mặc cơm phở cũng không mở nhạc. Đựng vô mở đùng đùng luôn không khó. Hôm trước thì tiêu lần rồi. Kêu mấy dạng nhỏ nhạc à. Phở lắm được khó đặt bàn lắm anh. Cũng đông mới. Trời ơi, nhỏ quá. Nhỏ. Đưa chặt trội.
là người Việt á, giờ ở Bà Lan nhiều quá. Dạ đúng rồi. Nhà nó rẻ, nó đẹp á. Hồi xưa ở Phú Đồng Phạt nè, nè cái nhà nó còn nè ở đây nè. Cái sông Biêu á, hướng sông Biêu á, còn phải chứ có. Không mấy khúc đó hơi lộn xộn á. Không, nó lộn xộn. Rất là yên. Hết đi thứ tư đi. Thứ tư đi xuống dưới rồi. Tư á, tư bận rồi. Thứ ba là sao? thứ hai để giờ em coi thứ coi. Coi sư ca trò rồi. Thứ ba lần sau á là đi đi dành. Dạ đi để coi sư ca trò, nhắn cho, nhắn tin. Rồi ăn xong rồi các bạn. Bữa thứ hai là ấy rồi, lên bê đê hả? À bây giờ đi uống nước không đồng nữa, ăn chữ cơm no no ứ rồi vậy. Vô đây nghe mùi nhang quá ta. ăn tô dĩa cơm xong rồi nghe mùi nhang hàng cúng. Đi qua mua luôn đi xong rồi đi uống nước không đồng luôn. Sao anh thấy dĩa cơm này rồi nó có mắc hơn việc so với Việt Nam không? Nghe nói Việt Nam rẻ lắm à. Dạ bình thường. Hả? Dạ bình thường. Ăn tô cơm thấy cảm thấy nó rẻ hơn Việt Nam không hay là Việt ngon. Nam rẻ hơn? Ngon nhưng mà ăn nhiều quá không hết. Không có giá tiền á. So với giá tiền sao Việt Nam có 20.000 à. Vô đây mua nước các bạn. Quán nước không đồng luôn. Cái này hả? Có cái nào khác thôi hôm bữa không? Đâu có biết cái nào nó ngon đâu ta. Topping gì? Topping nữa hả? Đâu? Topping bên này nè. Phía bên này nè. Cái gì ngon ta? Đó. Cái gì? Thấy cái gì vậy? Kêu đại đi. Kêu đại gì vậy? Cái gì đó? Muốn crystal burst hay là muốn cái gì? Grass jelly đó là cái gì? Grass jelly hả? Đó là gì? Hả? Ờ, đại. Ờ, cho cái number 31. Không, cái nào jelly nào? Lychee jelly hả? Lấy ngay đạc. Cho lên chứ. Rồi cộng thêm lychee. Ờ, cũng vậy được đi. Hả? Rồi. Anh uống thấp bên gì? Hả? Không thấp luôn đó, hôm nay anh chơi thấp bên gì? Cái gì đó, ly chì á. Ờ, anh Đạt cũng ly chì nữa. Cho cái số 9 mà lấy cái ly chì theo số 9 của anh. Rồi, thank you. Rồi, có ạ. Ly 6 đồ. Ồ, ly này free mà. Hả? Giống vậy. Thôi, rồi, thank you. Cái này giống bữa rồi. Không, khác. Cái này là strawberry mà. Đây, ly nước miễn phí luôn. Mời các bạn nha. 7 đồng. 6 đồng mấy. Rẻ hơn ly cà phê. Chua quá. Giá chính của nó đó là 7 đô. 7 đô la quá. Đâu mắc quá. Rẻ ly cà phê. Rẻ ly cà phê hả? Mỹ gì nó cũng mắc hết á. Cho nên dân Mỹ Việt kiều Mỹ đi uống ầm ầm. Không sao. Cái này hơi chua. Rồi. Yeah.
Nè, có bỏ chó mày vậy? Không. Nghe một... một chó hả? À. Có cầm nặng của nó không? Con cầm lái đi, được. Hỏi đồng quá tạm. Không, tự nghe, nghe để quay trái nè. Đâu quay phải chứ, anh nói đi đường 85 đúng không? Ờ, à, ok. Đi đường này được mà. Thấy dân cù ly hả? Bạn mới mua chiếc xe GS này nhiêu vậy bạn? Dạ 75 chắc. 75 hả? Qua Mỹ làm cù ly đi chạy được chiếc xe này ngon vậy? Dạ chiếc này em mượn á. Có trả góp không? Hay là mua tiền mặt? Dạ em trả góp. Nào trả góp hả? Trời thua Việt Nam là trả cái cọp à. Nhà em nghèo, ba má em đông, không có đủ tiền em mua. Chạy xe này hơi mua à? Dạ hơi mua. Wow, cô ly mà chạy vậy rồi nếu mà làm chủ thì chạy chiếc gì? Chắc máy bay quá. Phải không? Chủ cũng chạy xe này thôi. À, chủ chạy máy bay, chủ đi máy bay. Cái gì? Thằng CEO của hãng mình nó còn chạy xe thằng cô nữa. Ôi, thằng đó nghèo hơn mình mà. Ừ. Chạy xe con chiến hơn là đó, thằng đó bèo hơn anh em mình mà xa đó, nó làm CEO chứ nó bèo, nhưng nói nó thằng ly phải không? Nó là mấy triệu đô á, thì nó về hưu quá là mấy triệu đô á, mà nó bèo, nó đi xe đi rồi thấy nó bèo, nhà nó ở đâu ngồi nó El River chứ cũng bèo thôi. Trời, chỉ có dân cu ly là ngon nhất, hãy uống nước các bạn, các bạn nha. À, chua quá, nghe làm chua quá. Dân cu ly không đi xe hơi không à, đi làm cu ly xe hơi. Chua cho có vitamin. Việt Kiều đi về Việt Nam rồi đi long nhong ngoài đường. Trời vậy mà sướng, ta ngồi cái máy lạnh đang đã. Em anh đó. Thành anh nó có khi nào anh mất em anh đâu, mua xe cũ không mà cố tình là không mua xe mới đúng không? Thì có người á là muốn lấy vợ á là bay quanh quét ghé quanh phi, không có muốn gái mới lớn, rồi có người thì muốn, phải không? Đó ăn xin kìa. Ủa có dù nữa, gia đình luôn. Ăn xin cả gia đình. Mỹ khổ quá, giờ ăn xin nhiều quá rồi. Nó bán cái gì vậy? Bán gì cái đó. Có bán cái này ăn xin phải xin phép không? Ừ, ăn xin phải có permit phải. Đúng rồi, phải có xe permit đó. Chứ không phải đúng bà nó bắt. Xin phép. Mình phải đứng cái góc nào là mình cái góc đó mà. Chỗ dành địa bàn của nó được. À phải đóng chỗ đứng không? Giống như là xin chỗ đó đứng mấy tiếng. Rồi sau khi đó có thằng khác tới. Chỗ đó là chỗ thơm nữa là tranh nhau à. Nó cho đúng mấy tiếng thôi. Rồi có thằng khác tới giống như là thay ca vậy đó. Đậu cá nhiều. Trời ơi. Trời ơi anh ơi. Đi ăn xong rồi các bạn, giờ về đi cài tiếp. Cảm ơn nha đã cho quán cơm không đồng nha. À, nước không đồng, cơm không đồng. Ok, thôi đi vô cài các bạn. Hẹn gặp lại sau. Xin chào, tạm biệt. Dạ, bye bye. Trời ơi. Cu ly mà chạy lắc sạch vậy? Hả? Hả? Cô Ly đi lắc sợ sao vậy? À đây.